mà. Italia. Mandini rồi. Cái đủ ngựa. Sang server tàu không thoát được cái kiếp nạn GK. Em thường hỏi là mình hay live ở đâu à? Đây, Olive livestream hàng ngày với rất nhiều nội dung độc quyền, độc đáo. Nhớ nhá, Olive. Tôi thì tôi vẫn sẽ bật song song thêm cả luồng Facebook và YouTube nữa. Đấy, để anh em tiện cái gì xem cái đấy. Nhưng mà tôi vẫn rất mong là anh em ủng hộ tôi bên nền tảng mới. Bên này thì các sếp cũng dí KPI cho tôi cũng tương đối nặng. Đấy, tất nhiên là nếu mà khó khăn quá thì thôi. Nhưng mà rất mong là mọi người cũng không phiền gì thì cứ ủng hộ mình bên này. Cái nữa là bên này thì nó không bị mít thông báo. Nha nha nha. Nick này lên 19 triệu tỷ. À, Packard Radford 23 TS cộng 8 rồi nha. Dạ, ok. 18 triệu tỷ. Và bên ngoài là có 12 triệu tỷ rồi. Vẫn chưa mua được con Batigol. Rồi, cố gắng mua con Ariano anh em ạ. Anh em để tôi làm con Ariano. Mở đi anh. Úi dồi, nhiều gói thế nhỉ. Hôm qua có 300 gói mà Duy là giấu anh mở mất 2 phần 3 rồi. Thế là không được đâu. 10 gói Real Madrid. Gói này là hôm vừa rồi là top VIP ở Việt Nam mới được mở đây. Mấy ông mà top VIP là được gà rán tặng cho cái gói Real Madrid cộng 8. Đấy, ở bên này thì không cần phải VIP anh em ạ. Mở luôn cho nó nóng. Mấy gói này có cần nạp tiền không hay free? Nạp tiền chứ em. Nick của bạn chủ nick là cũng nạp đâu đấy khoảng đến 30 chứ em nhỉ? Xin chào Yumi. Đến 30 củ chứ nhỉ? Ok này, mở này, mở này, mở này. Mà cái câu slogan của EA là EA Sports is in the game. Nhưng mà người ta nói theo kiểu nuốt chữ ấy. Nên là nghe nó trở thành một cái câu huyền thoại là như vậy. Úi giỏ. Hello. Cavahan, lần nào cũng mở ra con này. Cavahan. Huyền thoại chứ, Cavahan là huyền thoại chứ. Zidane. Bán em ơi. Con này là ngon rồi anh em ơi, con này là khá là xịn trong cái gói này rồi. Zinedine Zidane. Giá 315 nghìn tỷ. Đã đọc giá bên này nghe khét chưa? Zidane là top 1 của gói này chưa nhỉ? Top 1 rồi còn gì nữa? Ôi giời, lại Tây Ban Nha. Ôi giời, thôi. Ôi. Raul, thôi cũng được, Raul là cũng được. Là phủ lý rồi. Raul là khá đẹp. Gói này là phải nạp tiền rồi. Ô. Hai con Raul rồi. Hai con Raul rồi. Ơ kìa. Tây Ban Nha liên tục kìa. Rồi. Bán. Bán nó mới có thằng nào mua không. Mở phát 5 nhót này. Mở phát 5 nhót kiếm lấy độ 3 con Zidane nữa thôi là đẹp rồi. Tiến gần tới sự xuất hiện của Ariano. Ôi dồi ôi, sao ăn kết rồi. Ôi dồi. Trazeno. Brazil 65.000 tỷ. Ôi, nát anh em ơi. Củ tỏi. Cái con củ tỏi là con giá trị nhất trong cái đám này. Kaka mùa này chỉ số thấp. Củ tỏi lương 21 thì cũng hơi thấp. Củ tỏi này thì không bằng mùa U. Mở ra hai con là chó. Cay thế chứ. Đây, mở ba con home ground sao nào. Mở luôn ba gói này. Tôi mở luôn ba gói cho nó gắt này. 24 gửi 10.000 lớp du baby. Mà. Xin anh và anh em kênh chat tư vấn giúp 1.000 tỷ thì nên build team gì ạ? À? Người Đức à? Người Đức mà home ground. Cái đệt nè. Phải rồi, mình cứ tưởng là cái loại. Ôi
Mở luôn 8 gói nhá. Mở luôn 8 gói. Kiếm mấy con Marco Roy cho nó vui mồm. Mùa này thì ra chỉ số khá thấp. Người Đức. Ôi giời, Matic, Matic anh em này. Quán này thì có mỗi Matic. Nên mà ra Matic là khá đẹp rồi. Thực ra gói này mở Matic là đẹp. Pogba này. Ôi Pogba sao lại giá rẻ nhỉ? Pogba đá ngon mà giá rẻ đấy nhỉ. Matic ok này. Và Matic này thì ok. Top mùa rồi đấy. Matic là top mùa rồi. Best ở World Cup. Mà Italia. Mandini rồi. Cái đủ ngựa. Mẹ. Pirlo. Marciano, Sarri, Toni Kroos, Perisic. Đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp. Có LN nào 50 cho nào. Sang server tàu không thoát được cái kiếp nạn GK. Những cái con mà không đồng này là những cái con mà bên Trung Quốc ấy thì nó luôn luôn có những cái sự kiện và event cày chay anh em ạ. Đấy thì nó sẽ tặng anh em những cái con không đồng này này. Qua các cái sự kiện đó thì cái con không đồng này anh em không bán được. Đấy, anh em không bán được nhưng mà anh em vẫn cho nó vào đập thẻ, tức là làm phôi được và cho đá được. Đấy, cho nên là ông nào mà gọi là cày chăm thì vẫn có thể kiếm được những cái đội hình mà chỉ số nó to. Tất nhiên thì những cái con hàng đấy thì nó không phải là quốc dân anh em nhé, chứ kiểu Alan Shearer rồi các thứ ấy. Thế nhưng mà nó vẫn có giá trị sử dụng nhất định, chứ không phải là chỉ có vứt đi đâu. Gần như là mùa nào nó cũng sẽ có những cái con như vậy. Đây, tôi mở luôn 8 gói này. Mở thẻ VIP mà lại chơi mở một gian như thế này. Hà Lan. Gullit chứ còn gì nữa. Percy à? Gullit bên này lại rẻ anh em ạ. Gullit bên này giá rẻ, Percy giá đắt hơn. Percy giá là 100.000 tỷ. Eto cũng là như vậy. Roberto Baggio. Hai con Lampard. Ok. Ờ gói này mình mở ra con Verón là phèn nhất. Còn mấy con trên này thì đều ok này. Mấy con trên này là giá đều được. Hero đi. Top 5 Hero. 23 Hero này mà mở ra Falkland thì nó bú đậm chứ còn gì nữa. Tôi mở luôn 5 gói nhá. Mở luôn 5 gói ra khoảng 3 con Falkland đây này. 3 con Falkland đây này. Lên. Úi dồi ôi, không ra một con Falkland nào. Pao panh rồi. Đền mẹ. Mở được. Đây, mình mở 5 gói thì ra 3 con mắc chỉ số. 3 con mắc chỉ số nhưng mà lại không có Falkland. Đau thế thì lại. Rồi, nó mắc Cherano, tôi còn được tí tiền. Ấy à. Cày thế thì không có Falkland. Cố rồi có cố không được đâu. Con gì đây? Hello. Vlahovic. Vlahovic là chỉ số nó khá to trong cái gói này rồi. Mắc chỉ số rồi còn gì nhỉ? Vlahovic chỉ số 107 mắc chưa ta? Chỉ số 107 Vlahovic đấy như mắc rồi nhỉ? Mắc rồi. Ôi cái gói này hơi cùi nhỉ? Mắc chỉ số rồi đấy. Người Pháp. Hello. Em Kunku cũng là mắc chỉ số rồi đấy. Gói đấy 108 mới mắc à? Ờ cái em Kunku. Đấy gói này hơi phèn anh em, gói này hơi phèn. Dô béo phát để gỡ phát dô béo giá 3 lít. À đâu hình như dô béo giá 8 lít. Ôi dồi người Đức à? Ma thú không hay ba lách? Ba lách. Ôi giá rẻ anh em ạ, ba lách được có 70.000.
Kéo ăn thua, mà lãi thì có 70.000. Nè. Mở luôn 100 gói này. Mấy gói này thường là để lấy phôi lọc nhỉ. Mình cũng đá rank tương đối nhiều rồi để anh em nó xem. Ui, mắc chỉ số luôn. Mắc chỉ số rồi đấy. Ui, 600 cơ. Ui, con này là 600 nhá. Ui, bán. Ui, không phải để đập thẻ anh em ạ. Để bán. Harry Kane với lại là con này bán. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. 600. Bên này thì con Adriano là giá là 33 triệu tỷ anh em nhé. Odegaard mắc chỉ số. Odegaard mắc chỉ số được 400. À không. Ui Haaland. Haaland chứ không phải Odegaard. Ngon luôn. Haaland ngon luôn. Bán. Em mới đập lên Harry Icon 5, tăng lên TM thấy đá không được như chỉ số. Ui. TM của Harry là cực ngon rồi Phan Nhật ạ. Cực ngon. Mà bọn này bán lấy tiền mua Ariano. Dồn được 1/3 con Ariano rồi. Lâu quá. Ariano giá quá đắt. Đắt tới cái mức kiếp. Hay quá nhờ. Bellingham được 1.000 kìa. Bellingham được 1.000 kìa. Ngon. Tưng 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 tưng. Mã. Do em chưa quen thôi. Hungry nó bá mà. Hungry đá dã man luôn mà. Có bị chênh lệch nhiều quá không anh ấy? Không chênh lệch. Hello. Ôi, tên này mở xịt rồi. Tên này con cao nhất có 150 đồng này, xịt. Mà mở mấy con này lấy phôi bán mà. Hungry Moment được anh em gọi là kiểm dịch rồi. À ngon rồi. Hello. Ui, Zach Grealish. Đó. Zach Grealish giá còn cao hơn Harry Kane. The Valakelia, ui. Như vậy là bán đống này đi, hôm nay mở ra có con Bellingham bán được này. Ui ngon nhá, Bellingham ngon nhá. Có thể bán đống này đi thì sẽ được đâu đấy là mình sẽ dồn được khoảng 16.000, khoảng 16.000 tỷ. Khoảng 16 triệu tỷ. Bên này thì tôi đang ngắm nghía có mấy con Batigol phiên bản tia sét. Đấy, 21 TG. Batigol có bấm bóng, nỗ lực đến cùng, sút tạt phá ngoài, cửa lòng, cá nhân và sút xa. Đây, Batigol, hai chân năm nào. Đấy, phiên bản Pro VIP. Con thứ hai đó là con Adriano, phiên bản 22 TG. Con này giá đến 34 triệu tỷ. Hả là bắt đeo chịu được. Dồn mãi chưa có. Chung là chắc phải nạp khoảng 20 triệu nữa mới đủ. Con này giá tính theo tiền Việt Nam tương đối đắt anh em nhỉ. Đó là mình đặt mục tiêu là mình sẽ trải nghiệm con Ariano bên server tàu. Thế nhưng mà ngày đó thì nó chưa thể đến ngay anh em nhé. Vì Ariano bên này nó đắt lắm anh em ạ. Nó đắt lắm cho nên là mình sẽ cố gắng gọi là trải nghiệm những cái con hàng kiểu Batigol. Batigol phiên bản xịn với lại là Ariano phiên bản xịn. Review cho anh em ở bên server tàu. Đá danh tàu. Chứ còn bên này đá nó cũng lác anh em nhé. Đội hình của bọn đấy bên này thì nó cũng rất khỏe. Tôi thì không khuyến khích anh em bỏ server Việt sang đây làm gì cả. Chả giải quyết vấn đề gì. Tôi trải nghiệm cho biết thế thôi. Em thường hỏi là mình hay like ở đâu ạ? Đây, Oliver. Livestream hàng ngày với rất nhiều nội dung độc quyền, độc đáo. Nhớ nha, Oliver. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.